nghề nghiệp truyền thống mang bản sắc riêng của mỗi làng quê, nét duyên của người thợ, phong tục tập quán lối sống của con người song hành với thực tiễn lao động sản xuất. Những nghề mới hình thành và tìm được chỗ đứng trong cộng đồng dân cư. Cảnh làng quê hiền hòa, phiêu lãng. Đó là nội dung xuyên suốt của bộ ký sự Làng nghề Quảng Bình. Làm nghề để mưu sinh, làm nghề cũng là để giữ gìn những nét đẹp, những giá trị chân thực từ cuộc sống mà cha ông để lại. Hành trình về những làng nghề là hành trình khám phá những cung bậc trầm bổng đầy sức quyến rũ của bài ca lao động. Đoàn làm phim tiếp tục chặng hành trình của kỹ sư làng nghề Quảng Bình. Điểm đến lần này là xã Hải Ninh, một địa phương miền biển của huyện Quảng Ninh. Đây là xã bãi ngang mà ở đó, ngoài việc dựa vào nghề khai thác biển, người dân đã biệt biển khó khăn thành lợi thế với đặc sản mang thương hiệu khoai gieo Hải Ninh để vươn lên thoát nghèo. Những ngày cuối tháng năm đã là thời điểm cuối vụ của nghề làm khoai gieo, nhưng không khí của các công đoàn hoàn thành đặc sản này vẫn hiện hữu trong mỗi gia đình nơi đây. Đây là gia đình chị Hoàng Thị Như ở thôn Tân Đình, một trong số hộ làm nghề khoai gieo lâu năm ở Hải Ninh. Gần 40 tuổi, chị Như đã có 10 năm gắn bó với nghề. Năm nay, gia đình chị làm 6 tấn khoai tươi, thu được 1,5 tấn khoai gieo thành phẩm, giá trị thu được gần 70 triệu đồng. Cả công đoàn, từ khâu chọn khoai đến luộc, cắt và hong phơi đều được thực hiện tỉ mỉ, đúng theo tỷ lệ để có được những lạt khoai dẻo, ngọt và thơm. Thưa chị, thì để có được một sản phẩm cái lạt khoai gieo có chất lượng thì những điều kiện để mà mình từ khâu tuyển chọn cho đến khi ra thành phẩm thì như thế nào? Đầu tiên là mình phải mua khoai, lựa chọn là khoai đỏ này mình. Củ dài đẹp, củ ngắn cũng được, củ dài là đẹp, mà nhưng mà mình mua về là mình phải phơi qua nắng, là phơi khoảng 1 tiếng hay 30 phút, nên nắng nhiều 20 phút thôi. Xong ủ lại khoảng 4-5 ngày, xong đem ra phơi lại tiếp. Phơi lại, xong ủ lại, thì được 3-4 ngày lại đã mình nấu được. Mình nấu xong là mình chè ra và phơi được 8-9 nắng là mình đóng vào bao. Nếu tròn là tròn khoai vào tháng mấy ạ? Tháng 2. Là lúc đó củ khoai như thế nào? Lúc đó củ khoai là hình lãng đẹp, mình mang cái giá hình lãng mà. Nếu mình mua khoai quên ý là hình giá hình bạc hẳn được đậm. Thì lúc đó khi mình nếu làm ra cái lạt khoai thì hẳn sẽ như thế nào chứ? Lúc đó là khoai dẻo lắm, dẻo mà ngọt, mà là khoai hẳn lãng. Là xã ven biển, khí hậu khắc nghiệt, nắng gió triền miên, mùa hè lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió tây rồi hơi muối của biển. Nhiều dòng cây trồng đã được trồng thử nghiệm nhưng đều không bám trụ lại với vùng đất chỉ toàn cát trắng này. Khoai lang trước đây là loại thực phẩm dự trữ cứu đói cho ngư dân vùng bãi ngang. Tuy nhiên, khi cuộc sống được cải thiện, cây khoai lang không còn là lương thực cứu đói nữa mà nhanh chóng trở thành đặc sản, mở ra hướng làm ăn mới, giúp bà con có thu nhập ổn định. Kinh nghiệm của người dân Hải Ninh để khoai gieo có được cái ngon của đặc sản thì phải trồng và tìm mua được giống khoai đỏ, là giống khoai đặc thù của vùng cát nóng. Khoai được trồng vào cuối năm và thu hoạch vào khoảng cuối tháng 2 đến tháng 4 năm sau. Công đoàn phơi khoai gieo cũng phải đúng quy trình hẳn hoi. Dàn phơi khoai phải cao ráo trên cát,
Mặt sàn được lót bằng một lớp cây rười thì khoai không bị dính. Thời gian phơi từ 7 đến 10 ngày. Lạt khoai gieo thành phẩm khi cầm thấy mềm, có cảm giác ướt nhưng không hề dính tay chút nào. Cái nặng nhọc của công việc làm khoai gieo không giống như công việc đồng áng hoặc đi biển, nên nghề này ít kén lao động. Ngoài lao động chính là phụ nữ, thì người già và trẻ em cũng có thể phụ giúp làm những công việc phù hợp. Trong cái nắng gắt của ngày hè, bỗng những người phụ nữ bên những tràng khoai gieo cần mẫn, đơn sơ, mộc mạc, chịu khó, vươn lên như chỉnh cây khoai lang ở mảnh đất đầy cạch trắng cằn cỗi vậy. Xã Hải Ninh có 5 thôn với trên 1.300 hộ. Đất đai trong xã được tận dụng triệt để trồng khoai. Diện tích được tăng lên theo hàng năm. Phần lớn hộ dân ở các thôn đều trồng khoai. Hộ nào không chế biến khoai thì cung cấp củ cho hộ chế biến, cũng đưa lại thu nhập đều đặn quanh năm cho gia đình. Khoai gieo, món ăn quê của người dân vùng cạn Hải Ninh, bây giờ đã theo chân du khách và người Quảng Bình đi khắp nơi với số lượng hàng chục tấn mỗi năm. Để tạo dựng được thương hiệu khoai gieo Hải Ninh là cả một quá trình dài. Nhưng sự tính toán thu nhập có thể thấy rõ. 1 kg khoai lang củ trước đây bán ở chợ từ 3 đến 4 ngàn đồng. Từ khi nghề làm khoai gieo phát triển, thì người trồng khoai đã bán ngay trong xã được 5 đến 6 ngàn đồng. Từ 3 đến 4 kg khoai củ thì chế biến được 1 kg khoai gieo với giá bán từ 50 đến 60 ngàn đồng. Bắt nhịp với cơ chế thị trường, hiện nay một số hộ ở Hải Ninh đã liên kết với nhau phát triển thành hợp tác xã khoai gieo nhằm thiết lập thương hiệu và tạo dựng chỗ đứng cho sản phẩm trên thị trường. Qua tìm hiểu, hiện tại ở xã Hải Ninh đã có nhiều cơ sở sản xuất và chế biến khoai gieo. Nhưng cơ sở hợp tác xã sản xuất và chế biến khoai gieo do bà Hoàng Thị Liễu làm chủ nhiệm vẫn là cơ sở có uy tín và chất lượng nhất. Hiền đã hơn 60 tuổi, nhưng người phụ nữ này vẫn đủ sức khỏe, minh mẫn để chế biến những củ khoai trên vùng đất giỏ Lào, cạt trắng, thành những lạt khoai gieo thơm lừng, ngon ngọt, làm nức lòng bao thực khách. Và trong ngôi nhà nhỏ ở Hải Ninh, câu chuyện về thương hiệu khoai gieo của hợp tác xã do bà Liễu làm chủ nhiệm cứ ngày càng đầy lên. Đất quê bà cằn cỗi, lại trên vùng đất cát nên cây cối khó mọc nổi. Khoai lang quê bà có mùi vị đặc trưng, bùi và ngon ngọt. Khoai nhiều, củ lại to, nên ngoài việc luộc ăn, bà Liễu cũng như bao người dân khác nơi đây nghĩ cách để bảo quản lâu, chế biến thành những món ăn khác ngoài việc luộc chính. Ăn mãi từ năm này sang năm khác vẫn không hết khoai. Trong đầu bà chợt nảy ra ý nghĩ rằng mình không tổ chức chế biến khoai gieo để đi bán. Đó là thời điểm năm 2006. Nói là làm, bà Liễu đích thân đi đến từng nhà để vận động chị em địa phương trong xã thành lập nên một tổ chức để trồng, sản xuất, chế biến khoai gieo, rồi đi giới thiệu để bán sản phẩm. Đến năm 2009, nhận thấy được hiệu quả của mô hình, bà đã mạnh dạn xin Ủy ban Nhân dân xã cấp đất để xây dựng cơ sở, nâng tổ hợp sản xuất thành hợp tác xã sản xuất và chế biến khoai gieo Hải Ninh với hơn 30 lao động. Nhờ vậy, đến nay, hợp tác xã sản xuất và chế biến khoai gieo Hải Ninh mỗi năm sản xuất được từ 5 đến 8 tấn khoai gieo thương phẩm, trừ chi phí mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng, góp phần tạo công ăn việc làm, giúp người dân ổn định đời sống. Sản phẩm của mình để có được như thế này thì trải qua nhiều công đoạn và được những cơ quan nào chứng nhận cho mình? Thì khoai gieo của Hải Ninh sản xuất từ
nguyên liệu củ khoai, khoai lang của mình ấy, phải tưới. Rồi qua quá trình phơi với ủ là cho hết xuống cái bột ấy, cho thành đường. Là khi mình sạt khoai là mình phải phơi quá lâu, quá trình là 9 đến 10 nắng. Cần khô đà mới khi là khoai mới thành phẩm. Khoai là làm tự nhiên, không phá chế đường gì hết. Còn nhiều người họ nói ăn mình phá chế đường tự nhiên là không cũng có. Vậy là vẫn là khoai tự nhiên hoàn nữa, ngọt nữa. Nhưng đi tuy qua quá trình là khoai là làm mình ngon để dẻo được, nhiều người yêu thích là được bố được thì có cái tiêu chuẩn sản phẩm là chất lượng sản phẩm là do Bộ Y tế họ của nông nghiệp phát triển nông thôn là họ là công nhận tiêu chuẩn sản phẩm thì mới thì được sở hữu trí tuệ, cục sở hữu trí tuệ là họ có làm cái nhãn hiệu của mình nữa là được là đăng ký thương hiệu đó, đăng ký thương hiệu và được hai cơ sở nữa là họ công nhận cho mình là sản phẩm được là đi trên thị trường là được là quá có hai công đoàn ấy đã họ mình cứ thích thông mình lấy cũng có cái tiếng là nên là họ cũng lấy cái họ khách họ họ lấy nên là vô cả cái thiếu thì hiểu hăng cái sân bay cái thể ăn cái tuần việt nói chung là cả thiếu thì này đều có hết thì với cả quán này ở ngoài chờ nữa nên khách hàng là mới lấy họ mới đặt thêm cái hàng Đà Nẵng đây Hà Nội thôi chứ họ có gọi điện để họ đặt hết. Khâu quan trọng nhất là khâu gì ạ? Thì giờ mình mua khoai bởi khoai xong đấy, khoai quan trọng là mình ủ khoai xong là đừng có hẳn đừng có hư khoai đó vì mình nấu khoai cho thịt mềm thịt dẻo vậy đẹp đấy. Nhưng khi nếu mình đưa xuống quá trình nấu cứ hai tiếng mình hai tiếng rưỡi đúng không? Thì bắt đầu khoai mềm rồi là mình đưa xuống mình bọc vỏ xong rồi sạch. Tức là khâu quan trọng nhất là khâu nấu đó. Nấu. Khoai gieo không những giúp bà Liễu có thu nhập kinh tế, tạo công ăn việc làm cho chị em xã nghèo miền biển, mà còn giúp bà được đi đây, đi đó, được giao lưu, mở mang kiến thức khi được đại diện cho tỉnh nhà đi giới thiệu sản phẩm ở các hội chợ thương mại, nông sản trong và ngoài nước. Giờ đây, thương hiệu khoai gieo hợp tác xã Hải Ninh của bà Liễu đã được bày bán nhiều trong các chợ, siêu thị. Riêng hợp tác xã sản xuất và chế biến khoai gieo do bà làm chủ nhiệm đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chứng nhận sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2013. Giờ đây, cây khoai lang không chỉ là phép ẩn dù, được ví như mảnh đất Quảng Bình đầy nhọc nhằn, gian khó, khoai khoai toàn khoai, mà hơn thế, đó là sự chịu thương, chịu khó, vươn lên từ khắc nghiệt của thiên nhiên, của đất và người Quảng Bình. Sau những ngày thực tế, nhóm làm phim chúng tôi chia tay chị Như, bà Liễu, chia tay những người phụ nữ Hải Ninh tạo tần một nàng hai xương, đang ngày đêm gắn bó, trăn trở với cây khoai lang. Và sản phẩm khoai gieo Hải Ninh nức tiếng gần xa, mang hơi nóng của gió Lào vì mặn mòi của biển và những giọt mồ hôi của những người con vốn đơn sơ, mộc mạc như chính những con người miền biển, đang từng ngày, từng giờ khẳng định được vị trí của sản phẩm mình làm ra trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Những ngôi nhà bê tông kiên cố, những con đường trải nhựa lấp dần màu trắng của cát trắng, đã và đang minh chứng cho sự thay đổi thực ra từng ngày trên vùng đất nghèo cằn cỗi này.